và Jennifer Phạm xin gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị đang đến với chương trình Xuân Phát Tài. Vâng, kính thưa quý vị, chương trình của chúng ta được tổ chức bởi công ty Hoa Dương, mỗi năm một lần sản xuất, thu hình và phát hành DVD. Và đây là lần thứ hai chương trình được thực hiện. Và chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nhà tài trợ Kim Cương, công ty cổ phần Dược Thảo Phúc Vinh đã đồng hành thực hiện chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, các nghệ sĩ tham gia chương trình lần này là lần thứ hai, sẽ nỗ lực hết mình để làm thế nào đáp lại tình cảm, tình yêu của quý vị đã dành cho chương trình. Và thưa quý vị, trong chương trình đặc biệt là những tiết mục hài sẽ mang đến cho quý vị những nụ cười đầu xuân. Và chúng tôi nghĩ rằng chúng ta có nhiều niềm vui trong đầu xuân mới. Xin được kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, phát tài. Và để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị đến với ca khúc Câu Chuyện Đầu Năm, một sáng tác của Hoài An qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Phi Nhung. Kính chào quý khán thính giả, xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, tràn đầy hạnh phúc. Xin kính chào. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm ruột rỗi tơ tầm, năm mới nhiều ước vọng chờ mong, rồi ít ngóng trông, vui cùng pháo nổ diều hồng. Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân, xuân dù thay đổi biết bao lần, xin khấn nguyện kết chặt tình thân, vinh canh lọc những băng quang, năm nay chắc gặp tình mang niềm tin tới, bao la nguồn yêu mới như hoa mai nở phơi phới. Thế gian thấy nụ cười đón cho nhau cuộc đời, trên đất mẹ vui khắp nơi. Xuân gieo lọc khắp chốn, xuân đi rồi xuân lời nguyện xin chớ quên, mong đầu năm cuối năm gặp mời, gia đình luôn hạnh phúc với đầy, trên bước đường danh lợi rộng mây, duyên vừa đẹp mỹ đắm say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Hãy subscribe.
dòng mây, duyên vừa đẹp mỹ đắm say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Trên bước đường danh lợi dòng mây, duyên vừa đẹp mỹ đắm say, ôm nàng xuân đẹp vào. Xin chúc cho quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn rất nhiều. I love you. Kính thưa quý vị và các bạn, có thể nói tình yêu có một sức mạnh mà nếu như không có tình yêu, có lẽ không thể nào có đủ năng lượng và sức mạnh như thế được. Điều này đã chứng minh qua sự chờ đợi của những người yêu nhau qua những năm tháng dài hàng mấy chục năm để có thể gặp lại nhau. Thưa quý vị, và trong dòng văn học dân gian thì chúng ta cũng thấy người ta nói: thương nhau tam tứ núi cũng trèo, thất bát sông cũng lội, cửu thập đèo cũng qua. Anh Bạch ơi, đó là tiếng Việt xưa rồi, tiếng Việt cổ rồi. Còn nếu mà tạm dịch theo tiếng Việt hiện đại là: thương em ba bốn núi anh cũng trèo, năm sáu sông anh cũng lội, 90 đèo anh cũng qua. Vâng, kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị đến với ca khúc Câu đợi, câu chờ qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Anh Thơ. Cho phép anh Thơ xin lời chào trân trọng tất cả quý vị. Mơ ước nay em
một đời anh đi xa, để ngàn lần anh nhớ mong. Ngày ấy con đò đưa tiễn một người lữ khách qua sông, người ơi sao mà sâu nặng câu thương câu đợi câu chờ. Nay anh trở về bên dòng sông Lam, con đò vẫn nguyên dòng sông con đò, câu hò quê mình mộc mạc mà thương. Ngày xưa anh mang đi khắp nẻo đường câu hò cho anh đầy mơ ước. Nay anh trở về bên dòng sông Lam, con đò vẫn nguyên dòng sông con đò, câu hò quê mình mộc mạc mà thương. Ngày xưa anh mang đi khắp nẻo đường câu hò cho cây gừng mùi mặn đứng quên người xin cảm ơn những tình cảm của quý vị đã dành cho tôi rất nhiều. Và ca khúc thứ hai xin gửi tới quý vị là một sáng tác của nhạc sĩ Tấn Phương, bài hát được mang tên Người ơi hãy về. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
vắng lẽ loài con đò. Hãy tin hỡi người, sương gió không hề nhạt phai. Câu hát ru lòng ta, người ơi người có hay. Trên đường nắng đổ bạc vai áo ai, lúa vàng vẫn đợi ai. Giọt mồ hôi ướt vai gầy áo mẹ, hãy thương hỡi người chưa vắng nghe lũy tre di dào. Hãy tin hỡi người, năm tháng không hề nhạt phai. Câu hát ru lòng ta, người ơi người có chúng tôi còn nhớ cách đây hơn 10 năm thì phong trào thời trang bắt đầu nở rộ tại Việt Nam. Lúc đó các người mẫu có thể nói là tự phát đã trình diễn trên sàn diễn với những bộ trang phục mà đôi khi thì phong cách nó cũng không đồng nhất và giống nhau. Hôm nay xin mời quý vị có dịp cùng chúng tôi ôn lại một chút xíu lịch sử thời trang Việt Nam. Phong cách lúc đó tạm gọi là ngây thơ và ngơ ngác quý vị nhé. Nếu yêu thích cho một tràng pháo tay gọi là kiến thức rung bạc. Đang đi thi hoa hậu vậy đó. Nhưng mà bây giờ thì đã thay đổi nhiều, bởi vì các người mẫu quốc tế, các nhà tạo mẫu cũng mang sang Việt Nam những bộ sưu tập của mình. Và chúng ta còn có đưa những người mẫu của Việt Nam đi thi những cuộc thi rất là lớn về thời trang. Cho nên bây giờ phong cách thế nào Jennifer nha? Em thấy các người mẫu của chúng ta bây giờ không giống như xưa nữa đâu. Bây giờ có vẻ mạnh mẽ hơn nè, lạnh lùng hơn. Không được cười. Nói chung là mời quý vị theo dõi phong cách ngầu. Giống như sùng chuyện gì trong bụng mà nói ra không được. Siêu mẫu nhưng mà chưa kịp sĩ. Vâng, kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị đến với phần trình diễn của các người mẫu qua bộ sưu tập của nhà thiết kế Alcado.
ai biết lúa, lúa mấy cười biết sông, biết sông mấy khúc ngỡ, biết mây mây từng, biết mây mây từng đố ai quét sạch ý ơi lá rừng để tôi khuyên gió ơi gió đừng rung cây, gió đừng rung cây đố ai biết gió, gió ở đâu, gió hay đi vắng lúc nào có nhà, lúc nào có nhà đỗ trăng mấy tuổi ơi trăng già để tôi lên tiếng ý ơi mặn mà yêu em, mặn mà yêu em đố ai nằm ngủ không mơ biết em nằm ngủ hay mơ nửa đêm trăng xuống đứng chờ ngoài hiên nửa đêm anh em nhặt được tim tôi để tôi ca hát cho đời nên thơ để tôi âu yếm dâng người trong mơ. Để tôi ca hát
cho đời nên thơ, để tôi âu yếm dâng người trong mơ. Thưa quý vị, chúng ta đang ở chủ đề mùa xuân. Bây giờ thì Thanh Bạch muốn hỏi Jennifer Phạm, bạn sang định cư ở nước ngoài khi là em bé 2 tuổi thôi. Và bạn có cái cảm giác như thế nào khi mà đón những cái Tết ở nước ngoài? Khi nghĩ đến Tết thì em vẫn luôn nghĩ đến bánh chưng, bánh tét. Và chắc chắn là phải có lì xì. Không có khác ở Việt Nam. Jenny sống ở Cali thì cũng đông người Việt, nhưng mà nó không có dài ngày, không hết mùng đến mền ăn chơi cả tháng như ở Việt lại Nam. Nhiều khi đúng cái thời gian đón năm mới thì không phải là ngày nghỉ, không phải chủ bảy chủ nhật đúng không? Đúng lại vậy, là ngày thường đi là làm, những ngày thì đi không học thể nghỉ nha. Được đi học nữa. Nào 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 bỏ ra và có bỏ thể ra, nói là bỏ chủ... ra cái gì làm sao như thế nào vớ vẩn giữ chị... gì mà giữ vớ vẩn thế có vé cho người ta vào chứ để nhớ nhăng giữ cái gì nào. Em à, cô ơi cô à, cô ơi cô làm cô cái gì đâu phải đúng cô anh Bạch Chị Phô. Anh ra đây em hỏi anh tí. Đây này em có vé xem chương trình thế mà bảo vệ với cả vệ sĩ là cứ giữ em lại không cho em vào. Anh ra đây em hỏi tí. Đây anh Bạch Chị Phô đây bằng chứng sống nhân chứng sống. Đây đấy xem hộ em xem có đúng là vé xem chương trình không nào.
chương trình event của công ty sữa bảo vệ bà mẹ và trẻ em ngày mai, không phải hôm nay. Thế có nghĩa là như nào? Em coi kỹ là đi, không phải bữa nay đâu. Bữa nay là ca nhạc Xuân Phát Tài, còn ngày mai mới event hội nghị gì đây? Thế có nghĩa là nhầm à? Nhầm chắc luôn. Nhầm chẳng sao nhỉ, thế cứ lên đây chơi tí cho nó máu. Và bây giờ tiểu phẩm nhằm với Lệ Mỹ, Công Vân và Hoàng Linh. Mày hét nhiều quá nó mất sức đấy em ạ. Mà thật nói không phải khen cái con này, ai lại hàng xóm với nó mười mấy gần 20 năm rồi nhá, mà nó bất di bất dịch như thế này đấy. Chửa cũng giống như không chửa, mà không chửa cũng giống như chửa. Chỉ khi nào mà nó hú lên như sói rừng ấy, thì mình biết nó đau đẻ thôi. Khổ quá. Thế thằng Mùi chồng mày đâu? Thôi chị ơi chị đừng hỏi nó. Nó nói nó lên Lào Cai Yên Bái nó nhận công trình xong nó về luôn. Thế mà nó đi tút một phát thế, nó để lại cho em chịu hậu quả như thế này, nó đã về đâu. Thật đấy, đấy là đằng con vợ chứ nói không phải khen cái thằng chồng nhà nó. Thằng đấy mới tài. Eo ơi, nó biến mất hút đâu ấy, xong đánh đùng phát nó về. Nó về nó nhắng nhắng có vài giây vài phút thôi, thế mà đến mấy tháng sau con này lại. Giỏi thế chứ nị. Thế bây giờ mày làm sao đấy mà mày cứ hét ầm lên thế hả em? Em đau quá chị đưa em đi. Chị biết là mày đau nhưng mà chị khuyên này nhá. Đàn bà phụ nữ mình ấy là phải công dung ngôn hạnh. Cái gì cũng thế, phải biết ém lại, đừng có bộc lộ nhiều ra quá. Nó mất đi cái duyên, cái dáng, cái đức, cái hạnh của phụ nữ mình, em hiểu chưa? Mày đau mày cũng phải nén lại chứ mày làm thế mất hết hình ảnh đấy em ạ. Đúng không nào? Đừng có hét lên nữa, cái gì cũng thế, đau mấy thì đau, mình phải chịu đựng, mình cắn răng vào. Thôi đừng, đã bảo đừng có hét lên nữa, mày không nghe tao khuyên à? Nhìn chị đây này, đây này, mở mắt ra nhìn chị đây, nhìn đi. Mày đau mấy nhá, mày cũng phải ém lại. Mày thế này thôi. Ôi trời ơi, chị này, trời ơi, chị làm sao thế? Con kiến lửa. Cắn đau quá, nhà mày nuôi kiến hay sao? Kiến con nào con nấy to như mày. Chị thì chị chưa bao giờ đẻ cho nên chị không hiểu cái đau đẻ như thế nào. Đấy, nhưng mà chị nghĩ rằng chắc là nó đau hơn là kiến đốt. Cho nên chị rất đồng cảm với em. Này, thế tao bảo này, mày học đến lớp bao nhiêu rồi? Ôi trời, nói đến học thì cũng hết 12 rồi. Lớp 12 thì mình phải biết suy nghĩ chứ em. Bây giờ cả hai vợ chồng như thế thì phải biết đọc những cái bảng mà ngoài ta treo đầy ở trong làng đấy. Sinh đẻ phải có kế hoạch. Dù gái hay giai chỉ hai là đủ. Mày bây giờ giai có rồi, gái có rồi mà cứ vẫn đẻ. Định đẻ thêm đồng cốt à? Đẻ nó vừa vừa thôi chứ. Đẻ quá để ăn hết cả lộc của thiên hạ. Chị ơi, em cũng không phải biết nhục nhã. Em biết nhục nhưng mà khổ lắm. Mỗi lần nó về em bảo đẻ vừa thôi, đừng đụng đến người tôi, nó chửi em. Nó bảo mày chửa với tao, mày chửa với chồng mày chứ mày chửa với trâu mày kêu nhục. Ôi trời ơi. Thế rồi tiếp tục thì nó làm gì? Thế là nó phóng vào người em và nó lại biến luôn. Và cuối cùng hậu quả nặng nề là em chịu đây. Một phần lỗi là của nó nhưng một phần cũng là của mày nữa cơ. Ai lại mình phải biết kìm hãm chứ. Mình là phụ nữ mà. Nó phóng lên người mày, mày phải tránh ra. Đây nó phóng một bước mày nhảy bổ vào bốn bước. Không chửa mới là lạ đấy. Tao chứng kiến mấy lần thằng chồng mày suýt chết vì bị thịt đè. Đấy, khổ đấy. Thôi, rõ ràng mình không ăn cái giải gì của nhà nó. Thế mà nhá, chồng mày ăn ốc thì tao đổ vỏ.
Chồng mày sung sướng thì tao lãnh cái đau khổ của mày. Cứ mỗi lần con này đẻ là không bao giờ thấy mặt mũi chồng nó ở nhà, cứ toàn mình thôi. Chỉ đứa con của mày toàn chữ ký của tao thôi. Chồng nó có ký phát nào đâu. Đây cái đứa trước đứa này, mình vừa ký phát cả cái tập thể y bác sĩ người ta nhảy bổ vào, người ta mắng mình, bảo cái thứ không biết dạy em. Có mắt á thì phải đọc chứ để trang trí hay sao mà không chịu thấy những cái bảng người ta kêu gọi là sanh đẻ có kế hoạch. Tao xấu hổ lắm. Bây giờ tính thế nào đi, tao không đưa mày lên viện đâu. Đưa đi đâu cũng được, chị đưa em đi không, em đẻ ở đây bây giờ đấy này. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bây giờ này, chị hiểu cái nỗi đau đớn của em nhá. Thôi bây giờ mày cứ bình tĩnh, mày ngồi đây mày chờ. Tao về tao ăn bát cơm. Cái gì cũng phải từ từ, khi còn sống cứ từ từ. Bây giờ chăn đâu, phải lấy chăn, lấy màn theo con chứ. Thêm con nhớ xem nào. Nhớ ơi, chúng mày đâu rồi, lấy chăn cho mẹ mày. Nhà chả có cái ma nào ấy. Thế con nhớ không có nhà thì con thêm đâu. Không biết. Thằng chót đâu. Không biết. Thằng nhầm đâu. Không biết. Ôi dồi ôi, chót thêm nhầm nhỡ. Thế lần này mày đẻ nữa thì mày đặt tên là gì? Lần cuối à? Đấy bây giờ đến chăn màn của mày cũng là tao đây. Con khổ cho thân mình chứ. Chị ơi nhanh lên. Sao lâu thế? Úi giời ơi. Chăn này, chăn hoa xong hỉ cơ. Hèn gì mà không chữa. Này, chùm vào. Rồi thôi tự bò đi, tao dắt đường. Thôi em có nhìn thấy gì đâu mà bò chị ơi. Chứ bây giờ làm sao? Chị cõng em. Đấy, tội vạ, khổ quá. Nhanh lên. Cõng nó rồi đây là lấy ai mà nuôi mình đây mà. Đợi em đợi. Khi nào nghe một tiếng sụm phát là thôi mày gọi cấp cứu cho tao nhá. À không, không được, không được, không được, không được. Bụng chửa các cõng thế nào được. Làm nào, nhanh lên. Mày vật ngửa ra đi. Đây này, đấy. Như nào? Mày nương nương hộ tao cái nhá. Đấy, cho mày làm điểm tựa tí thôi. Học bất chi lý, học giả như hòa như đạo, bất học giả như cảo như thảo. Cái gì đấy? Ô hay, tự dưng học chữ nho làm gì? Mình là bác sĩ, mình phải nghiên cứu cái gì nó vấn đề khoa học chứ, tại sao lại học chữ nho? Học bác sĩ mấy năm, ra trường 7 năm, tôi vẫn đang tập trung nghiên cứu đấy chứ. Tôi tập trung nghiên cứu để trình lên quốc tế. Tại sao lại có cái bệnh mà có thể người lây sang người được? Không hiểu. Học bao nhiêu năm vẫn không hiểu. Tại sao lại có cái chuyện mà thú lây sang thú được nhỉ? Vẫn không hiểu. Không biết đầu óc. Bác sĩ ơi! À, ai đấy? Bác sĩ ơi! Đứa nào đây? Sao mà ong ong thế? Bác sĩ ơi, chào bác sĩ. Ừ, chào, có gì không? Dạ, báo cáo bác sĩ là thế này. Dạ, mô Phật. Dạ, cháu xin lỗi ông, cháu đi tìm bác sĩ mà lại vào nhầm nhà đạo sĩ. Mày điên à? Cháu xin lỗi ông. Không, đúng rồi. Bác sĩ. Thế, ông là bác sĩ hả? Ồ, chả giống. Không giống. Giống thế nào được, gớm khổ, con vợ nó đi rồi. Ở nhà mỗi một mình tôi phải dọn dẹp, quét dọn, lau heo, gà vịt, đủ thứ, mọi thứ. Thì cũng bận cái áo bác sĩ làm gì, chờ tí. Muốn nhìn thấy bác sĩ đúng không? Chờ tôi. Quan trọng gì cái vấn đề bề ngoài đâu mà. Lạ thật đấy. Tóc dài, mới lên, tên là Thúy,
liệu gọi bằng ông hay bằng bà đây cho nó phải nhé. Cứ ngồi đây nhá, cứ ở đây chờ tao tí. Ở đây tao bảo cầm mồm cứ tớt ra đây. Phong cách ngay. Nhìn đi bác sĩ đây. Cái bộ này thì là bác sĩ thật nhưng mà thế nào ấy, người ra người, áo ra áo, chả liên quan gì. Ô, hay. Nhìn nó cứ gầy gầy ấy. Cái gầy là cái tạng người của người ta như thế, tại tự dưng đâu phải bác sĩ nào cũng béo đâu. Thôi cháu xin phép cháu bẻ cái cổ áo nhìn cho nó tươm tất. Chứ nhìn từ đây dở xuống thì giống bác sĩ, thế nhìn từ đây dở lên lại giống cô gái Hà Lan. Đây tao chưa vật cái này lên mà. Tao phải vật cái này lên đấy, đấy thấy không? Thấy chưa? Phải vật nó lên. À, cháu biết cái này là cái gì rồi, cái khẩu trang hả? Gớm khổ như thế mày lắm chuyện đấy. Vâng. Thế mày đến đây mày khám bệnh nha, mày đến đây mày hỏi thăm. Dạ thưa bác Thúy. Không, Thúy, Thúy là vợ tôi. Tôi không phải tên Thúy nhá. Ồ, thế bác Thúy có nhà không ạ? Đi rồi. Ồ, thôi chết. Thế đi đâu ạ? Đi làm. Mấy giờ bác sĩ Thúy mới về ạ? Bình thường thì 6 giờ. Còn nếu mà không thấy về là trực đêm thế thôi. Thôi toi rồi. Ô hay cái gì tự dưng vào đây xong không hỏi gì ra bảo hỏi vợ tôi xong rồi chết rồi toi rồi mập béo thế này toi thế nào được. Không phải em toi mà là con hợi nhà em nó toi. Cái gì? Con hợi toi rồi. Đến đây chữa cho con hợi ấy hả? Vâng. Con hợi là tôi chữa. Việc gì đến con Thúy? Tức là nào ạ? Tôi chữa cho hợi, chuyên môn chữa hợi. Thế còn vợ bác thì... Chữa cho nhân thôi. Thế con đấy không phải con nhân, con đấy là con hợi. Thì hợi mang vào đây. À thế ạ? Bây giờ đây hỏi này. Vâng thế ạ. Bây giờ đây đã gặp bác sĩ rồi. Vâng. Thì phải trình bày bệnh lý nhá. Vâng. Con hợi của bà nó bao nhiêu cân? Bao nhiêu cân? Ồ, thế những lần trước em đến viện thì có ai hỏi cân đâu nhỉ? Ồ, hay mỗi người mỗi kiểu chữa bệnh khác nhau chứ. Tôi làm việc rất là khoa học cơ mà. À thế ạ? Thế bao nhiêu cân mình biết để mình đo liều lượng thuốc mà lị? Dạ thì cũng không có chính xác, cứ mài mại thôi. Chắc cũng phải tấn đấy. Thế còn mà có lộn con voi không? Không, nó đấy, tấn hay là tên... Thôi cứ ghi vào đây nhé. Vâng ạ. Một tấn nuôi bao lâu rồi? Bao lâu rồi? Nó cũng sống cũng phải là trên 40 năm rồi đấy. Không, con này giống gì mà sống lâu thế nhỉ? Thì đấy thì nào? Nói chung cũng thọ đấy chứ không phải là thường đâu, phốt phát phết đấy. Cái thứ này thì không chết được đâu. Thì nói chung ấy, nhỡ nó có chuyện gì thì cũng buồn. Cũng gần nhau cũng mười mấy gần 20 năm rồi, mến chân mến tay đi chứ. Sát sàn sạt một bên ấy mà. Ôi, con mẹ này có xu hướng vọng ngoại này. Thấy người ta ở với chó với mèo bây giờ ở với lợn. Thế được rồi, thế dạ. Bây giờ cái triệu chứng nó thế nào, có sốt cao không? Thế nó có nổi nốt đỏ không? Không, em không để ý. Phải xem chứ lị. Không biết thì làm sao mà đoán bệnh cho nó được. Phải xem nó xem là cái da bụng nó như thế nào. Thì bây giờ nếu em biết thì em đã xem rồi. Cho nên em không biết em mới đến. Thì bây giờ đi xem đi. Thì từ từ chứ xem bây giờ xem ở đâu để mà biết là nó có nốt nào. Thế bây giờ đã là phải vạch da bụng này hay là da mông nó mà xem nhá. Thế đang để nó ở đâu? Em để ngoài cửa. Bây giờ em đi ra xem da bụng hả? Ừ. Với lại da mông gì? Ừ. Rồi thế bác sĩ chờ em tí. Có thể nào người như thế mà lại ở với lợn 40 năm nhỉ? Thôi đi xem nào. Không ngủ nữa. Đây xem đây. Rồi đây phải chặt tay xem đây. Cái gì mà ầm ĩ thế? Bụng hơi sập. Da bụng sập. Bụng hơi sập. Da bụng hơi sập. Mà mông trắng hiếu. Nhưng... Mông trắng hiếu. Nhưng có hiện tượng là có dạn lằn đỏ. À, có dạn nứt đấy ạ. À? Vâng, dạn vâng. Nứt. Ừ. Vâng. Chắc là bê tông đổ. Dạn nứt. Vâng.
Có nốt đỏ không? Vài nốt mũi đốt. Vài nốt đỏ. Vâng. Rồi. Vâng, vâng. Thế mồm nó thế nào? Mồm hả? Có bị lở mồm không? À, hồi nãy là thấy sốt đấy. Nóng đấy, người nóng đấy. Cho nên chắc vì thế mà cái mép ấy, cái mép nó hơi bị lở ra, long. Thế để tôi ghi theo cái chắc cái nó, đúng chắc tôi ghi theo y học để cho nó dễ nhớ là mép có tình hình bong chóc nhẹ. Tức là nói tóm lại là chóc mép ấy. Rồi, mép chóc nhẹ. Rồi. Vâng. Móng nó thế nào? Móng à? Sao xem nhiều thế nhỉ? Móng thì lúc nói chung là bẩn lắm. Ôi giời ơi, bùn đất nhiều bẩn lắm, vàng khe. Nhưng mà có long cái nào ra chưa? Không long. Có chóc ra chưa? Không, không chóc. Móng, người thì toát lên mùi hôi. Móng vàng. Không chóc. Vâng. Người toát mùi hôi. Vâng, vâng. Rồi. Được rồi đấy. Vâng. Rồi. Thế còn cái gì nữa không ạ? Thế lông nói nào? Lông có rụng không? Ô, hay sao những lần trước có ai hỏi về lông đâu nhỉ? Ô hay. Bây giờ mình kiểm tra là mình phải kiểm tra cho kỹ chứ. Phải xem là lông nó còn đủ không, hay là nó rụng chỗ nào, nó còn chỗ nào rậm hay là thưa, để mình biết nó bị cái gì chứ. Bây giờ có xem không? Không xem tôi xem. Thôi, không, không, hay là thôi bây giờ mất thời gian quá đấy mà. Không, không, hay là bây giờ cho nó vào đây. Không, 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 không. Đặc biệt là không đưa vào đây. Sao thế ạ? Đưa vào đây xong nó phóng uế bừa bãi đây, ai dọn? Không, cũng phải tế nhị chứ, gấp có quá thì nó cũng phải nén lại chứ, ai lại uế ra đây được. Bà còn có thể nén lại, lúc nó đau nó phóng uế ra đây rồi ai dọn? Không, cứ để nó ngoài đấy. Màn này đi ra xem lông xong đạp nó vài phát cho nó lăn ra cổng hộ cái, để ngay cửa đây nó cũng bẩn như thường. Đi có xem không? Không xem tôi không, xem không, không, để em xem, em suy nghĩ mất thời gian. Sao bác sĩ lại khám kiểu này nhỉ? Em biết thế thật, em cho nó đến cái ông lang làng em còn hơn ấy. Mang đi, mang đi đi, mang đi sang lang đi. Mang được em đã mang rồi. Em, sao không mang? Em muốn nó toàn thây cho em không đưa đến lang đấy, đến gặp bác sĩ đấy. Lão lang làng em ấy chữa bệnh kiểu gì hâm hâm dở dở ấy. Người ta bị hôi nách mà ông chữa bằng dầu nóng. Chữa thế nào mà 6 tháng sau nó lan ra nó hôi cả người. Cái hôm ta có cái một lẹo bé tí này thôi rồi đến khám ông ấy. Ông ấy múc ra rồi ông ấy nạo, ông vét một lúc rồi moi mắt ra xong lắp vào không được. Tự dưng đang sáng lại thành chột, em không muốn đưa nó đến. Cái hôm mình bị cái bụng căm tích thế này này, mình đến thì mình chữa thì ông cứ bảo mình có chữa. Không chồng mà bảo có chữa thì ai mà tin được. Thế trong khi con mẹ mà chữa vượt mặt ngồi ngay bên cạnh em thì ông chỉ vào mặt ông bảo bà bị căm tích đầy hơi. Cãi nhau một lúc con ấy đẻ tại chỗ, lão ấy tâm phục khẩu phục là con này có chữa em bị căm tích. Bây giờ nào, bây giờ đứng đây để tâm sự đời tư à? Phải em cái gì? Thế bây giờ có xem không? Bây giờ có đi xem không? Không xem tôi xem. Không, em xem, em xem. Không thì phải... Phải nói cho nó hết nhẹ thì mới đỡ tức được. Đâu đưa anh ta xem ở đây. Bệnh nhân kiểu này thì chỉ 2 ngày có một người thế này cũng điên. Thế nào? Xong rồi, xong rồi. Xong, xong nào? Nhiều người qua lại quá chưa tiện xem. Mất thời gian lắm rồi đấy nhá. Nhanh đi! Xem có mấy cái lông mà cũng... Thế nào? Mẹ ơi, có lông không rụng thì bảo lông không rụng đi. Lông vẫn còn rậm, còn bị đặt nói nhỏ, nói to. Lông vẫn rậm. Rồi xong. Đây tôi đọc lại hồ sơ bệnh án nhá. Vâng. Hợi này nặng 1 tấn, sống 40 năm. Đấy. Da bụng hơi xám, mông trắng, có tình trạng dạng nứt, có vài nốt đỏ, mép có tình hình chóc nhẹ, móng vàng không long. Nói chung là lông lá lông vẫn còn rậm. Rồi sao? Thế có nguy hiểm không hả bác sĩ? Không, thứ này thì tôi nghĩ là cũng không nguy hiểm lắm. Nhưng mà tôi nói bà nghe. Dạ. Theo tôi khuyên đấy, thì nên thịt nó đi. 40 năm rồi còn gì. Dù thương lắm phải thịt thôi. Ôi chết, tôi khổ thân con Hợi quá đi mất.
Thật đúng mình tránh ông lang vậy, gặp ông dở hơi này. Bác sĩ người ta phải lương tâm, nói chuyện với bác sĩ mà cứ cảm tưởng như nói chuyện với giết người hàng loạt thế này, không thiệt được. Thôi bây giờ này này, đấy là khuyên thôi, nếu không thịt được mang sang biên giới bán đi nhá. Bán ai mua, phải non non mới mua chứ, như nấy nó không mua, người ta không mua. Thôi được rồi, thế sống thì... 40 năm rồi mua kiểu thôi gì? Thì chờ, khuyên là bảo cứ không nuôi, khuyên thế thôi, chờ đi lên chích thuốc, tiêm cho một mũi, khổ đi, ra chói nó lại đi. Ôi. Rồi ôi, rồi nó la, nó hét lên. Ô. Cái gì đấy? Tiêm. Ôi trời ơi, tiêm. Cả đời em chưa bao giờ thấy ai tiêm bệnh nhân bằng cái này cả. Thế từ trưa giờ chưa thấy cây nào to thế này á? À? Tiêm ở đâu? Thì tiêm vào mông chứ ở đâu? Ôi trời ơi, gãy xương cụt banh xương háng của nó không được đâu. Đúng khổ, bây giờ nó nặng cả tấn như thế mà tôi với bà vật cho nó thì đến bao giờ mới cho nó uống thuốc được? Phải tiêm cái này vào cho nó vật ngửa ra, nó tê đê mê đi, hiểu không? Rồi lúc đấy mình mới banh họng nó ra, mình tọng thuốc vào. Toi toi rồi, toi rồi. Ôi dồi ôi, cái ống tiêm cứ như đu đủ đút đít đây. Khổ quá thế, bây giờ không, em sợ quá đi. Bây giờ sợ nó kêu thì lấy cái giọ mõm. Hả? Lấy cái giọ mõm. Thôi, không phải giọ. Khổ, đây cho em mượn cái này vậy. Ồ không, nó bịt mồm nó được. Cái nón của tôi mà. Cái bác sĩ nó có cái đấy mà. Nhanh nhanh mang vào đây. Nhanh lên. Nhanh đúng, chết khổ đây này. Đi. Đi đi, nhanh nhanh. Nhanh. Khổ. Nhanh nhanh, cứ thằng nghèo tới. Khổ nghề, khổ sung sướng. Đạp cho nó vài phát thì nó chạy ngay chứ gì đâu mà nương thế. Đây đây đây. Ta bẻ chỗ nào đi, chỗ đấy đi. Đi xem. Họ. Đây ạ. Đây. Rắn lắm. Giống gì mà da đen ấy. Nuôi 40 năm mà thịt chắc hết nhỉ? Chắc lắm. Thế giống gì, giọt xia hay là gì? Không, nghe bảo mongoloid. Loài này là loài mongoloid, em bác cũng thế mà. Ê, sao mà nhìn nó không, không cứ bịt vào để tiêm không nó thấy nó ngất ấy. Không sao đâu, để cứ giả lên. Cho đi cả hai chị em không mang con hợi vào mà mang con này vào làm gì? Đây con hợi. Mang con hợi vào cho ta chích nhanh đi. Con đây con hợi đây. Con này là con hợi. Em tên là hợi. Không, con này con nhân mà. Em tên không, là hợi. Con này không? Tên là hợi chứ không phải tên là nhân. Nó là con Nguyễn Thị Hợi. Mày làm cái gì mày? Mày cứ ngồi im đi. Hóa ra lúc nãy đến giờ mày bảo chữa cho con hợi này á hả? Vâng, thì đây con hợi em đây này, hàng xóm láng giềng đây. Tôi xin thưa với bà rằng nếu gặp con này tôi bó tay chấm com. Thế làm nào? Tôi chữa cho hợi nhưng mà... Hợi gì? Ông chữa hợi gì? Không, tôi chữa cho hợi, hợi là con lợn ấy. Lợn, bò, chó, gà, nói chung là tất cả các loại thú. Chứ tôi có chữa cho người đâu. Mẹ con lệ hồn nhá. Vào phang thẳng luôn đi, tao chữa cho thú vật đi cho tao đỡ mệt. Đã bưng được con này lên đến đây rồi, bây giờ lại còn đôi co thế này. Ghi cái bảng to đùng ngoài đấy không thấy là bác sĩ thú y à? Bác sĩ thúy chứ bác sĩ thú y lúc nào? Thú y. Thật nói có sách bách có chứng mà tôi phát cái bảng vào cho ông nhé. Ôi trời, thúy rõ ràng bác sĩ thúy học lớp mấy mà không đọc ra cái chữ thúy với con thúy. Đây, nhìn đi. Bác sĩ thúy là gì? Đây. Đây, bác sĩ thúy. Ôi chết mẹ, cái gạch ngang ở đây đâu? Chắc là bọn trẻ con nó bóc mẹ cái này ra rồi. Thảo nào để đọc cái chữ thúy thế này khổ chứ. Thôi bây giờ cứ mang nó đi đi, mang đi đi. Ở đây
cho người. Ôi dồi ôi, mang thế nào được. Thôi bây giờ tôi bắt đền ông đấy. Bây giờ tôi vác nó lên đây được rồi. Việc của tôi là vác từ ở dưới nhà lên đây. Còn từ đây đến lúc nó đẻ đó là việc của ông. Ồ, cô đừng có vô duyên nhé. Tôi ăn cái giải gì trong ngày bảo tôi bê cái con to đùng này trên đây là. Thế tôi ăn cái giải gì của nó á? Chồng nó ăn cái tôi ăn à? Chị ơi, tôi đi về đấy. Ông còn tự ông làm mày câm ngay với mày hú mày héo cái gì đến khổ đi. Tôi về nhá, còn ông làm cái cách nào cho nó đẻ được thì ông làm. Bình thường ông đỡ đẻ cho lợn nào làm ít như thế đi. Không không, thế rồi cái này cô không được, có bê con này không nổi đâu. Trời ơi, gấm khó thế này, buông tôi ra. Không, bây giờ tôi lạy cô. Vậy em lạy anh. Bây giờ cô một em lạy anh. Ôi, cho em về đi. Không, tôi khổ lắm rồi, từ sáng giờ không có được đồng nào. Mà tôi phải vật vã với hai con béo thế này, tôi khổ lắm rồi. Còn em cũng chưa ăn được hột cơm nào đấy. Không, bây giờ cô một lách tôi, một lách nai nó lên trên huyện đi. Nhanh lên hộ tôi cái đi, gớm khổ. Tôi còn về tôi chích lợn, chích bò nữa cơ. Kẹp vào đây con hả ơi. Mày chả nào chịu chung chướng cho tôi. Kẹp vào. Come on, let's go. Thưa quý vị, và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời các nhà tài trợ sẽ cùng bước lên sân khấu để nhận hoa từ ban tổ chức. Xin được trân trọng kính mời nhà tài trợ Kim Cương, công ty cổ phần Dược Thảo Phúc Vinh. Nhà tài trợ vàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm và Thiết bị Y tế Minh Phát. Và ảnh viện áo cưới Bính. Và xin mời đại diện nhà tài trợ bạc, hãng thời trang quốc tế Anh Cado. Xin cảm ơn các đại diện của nhà tài trợ lên sân khấu để nhận những hoa từ ban tổ chức. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Cao Xuân Dương, đại diện cho ban tổ chức là giám đốc của công ty Hoa Dương, sẽ có đôi lời phát biểu. Trước tiên, cho tôi gửi lời cảm ơn trân trọng sâu sắc nhất tới toàn thể những quý doanh nghiệp đã tài trợ cho chương trình. Và gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị đã đến mua cặp vé để theo dõi chương trình hôm nay. Vâng thưa quý vị, thông điệp của Hoa Dương là mỗi năm sản xuất một lần chương trình Xuân Phát Tài với chủ đề 1, 2, 3, 4, 5 và nhiều hơn thế nữa. Tôi biết rằng là để được có nhiều hơn thế nữa thì phải cần rất nhiều sự đóng góp của quý vị bằng cách là góp ý cho những lời khuyên. Tôi tin rằng là để có được lời khuyên như thế thì chắc chắn chương trình sẽ thành công hơn để không phụ lòng quý vị. Và chuẩn bị Giáng sinh đến rồi thì tôi xin gửi lời chúc cho quý vị có một Giáng sinh thật an lành. Và chúc cho quý vị sang một năm mới có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và tôi cầu mong cho quý vị có thật nhiều sức khỏe. Và mong quý vị hãy yêu thương công ty Hoa Dương nhiều hơn thế nữa. Xin chân thành cảm ơn. Thưa quý vị, và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời Hoa hậu Jennifer Phạm và đại diện cho công ty Hoa Dương, ông Cao Xuân Dương sẽ tặng hoa cho các nhà tài trợ. Một lần nữa, một tràng pháo tay nồng nhiệt thay lời cảm ơn. Xin cảm ơn ông Thạch Sinh Dương và xin cảm ơn các nhà tài trợ. Ca khúc Tình Đã Bay Xa, xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức sau đây.
xa. Tình yêu đã đi qua sao còn để lại nơi trái tim anh một niềm đau nhức nhối. Ngày xưa đó còn đâu vui thơm nồng nàn, lời yêu thương ngọt ngào giờ đã bay cao. Tình theo gió theo mây không quay trở lại, đau đớn tim anh một tình yêu ngây dại. Vàng son đã đổi thay em quay lưng lại, tình đã chết một ngày tay trắng đôi tay. Tình yêu đã xa bay chỉ còn để lại trong trái tim anh một niềm đau thương hoài. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Và tiếp tục chương trình là Quốc Đại xin được gửi đến một ca khúc rất quen thuộc của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Bài hát có tựa đề Lâu Đài Tình Ái. Xin mời cùng thưởng thức ca khúc này. Tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi.
vẫn vương đôi hồn hoa, anh kết lầu hoa bằng thơ tình ai. Cho mắt em xanh đến gần muôn đời, chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta. Còn bây giờ thì sao nhỉ? Nhịp trống rộn ràng để chúng ta vỗ tay theo nhạc. Các xin mời quý vị. 1, 2, 3, action. Thưa quý vị, và ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với phần biểu diễn rất độc đáo, rất sôi động, rất nhiệt tình. Đó là phần tham gia biểu diễn của nam ca sĩ Ngọc Sơn. Tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình Hà Nội, những người dễ thương, tình cảm, vĩ đại nhất hành tinh mà những ân nhân của Ngọc Sơn suốt đời sẽ không bao giờ quên được. Xin gửi đến các cô chú, các chị, các bạn yêu thương một sáng tác của Ngọc Sơn, bài hát Nụ Cười Biệt Ly. Giờ chia tay lần cuối gượng cười, mà nghe tim đớn đau xa rời, tựa như một giấc mơ trong đời, sao còn vương vấn nghẹn lời. Trời ơi, ai thấu trang lòng tôi, đưa em đi lúa gấm đường tôi đi phong ba bụi trần đến đâu lòng anh tìm đâu một lỗi cho đôi mình thôi đành chấp nhận vẻ bàng nhìn nàng nuốt lệ mà đi nuốt lệ mà đi người ơi vì tình yêu không mua bằng lời nói tình yêu không say bằng trái tim chân thành và tình yêu không phải như thơ một túp lều tranh đôi quả tim mơ
giờ ta say rượu đắng hay rượu mà đôi chân không muốn xa Hà Nội. Bình minh vừa hé bên chân trời, giờ tôi nuốt lễ nghẹn ngào, gượng cười vẫy chào biệt ly. Nuốt lệ mà đi người ơi, vì tình yêu không mua bằng lời nói, tình yêu không xây bằng trái tim chân thành, và tình yêu không phải như thơ một túp lều tranh đôi quả tim. Ngọc Sơn nghe sao xuyến bồi hồi, và đôi chân không muốn xa Hà Nội. Hà Bình 2 năm trường, bình minh vừa hé bên chân trời, giờ tôi nuốt lễ nghẹn ngào, cương cười vẫy chào biệt. Nuốt lễ mà đi người ơi, vì tình yêu không mua bằng yêu lời lắm. Nói buồn. Và tình yêu không phải như thơ một túp lều tranh đôi quả tim mơ. Giờ ta say rượu đắng hay rượu tình, mà đôi chân không muốn xa rời người. Bình minh vừa hé bên chân trời, giờ tôi nuốt lễ nghẹn ngào, gương cười vẫy chào biệt ly. Ngọc Sơn nuốt lễ nghẹn ngào, gương cười vẫy chào biệt ly. Ngọc Sơn nuốt lễ nghẹn ngào, gương cười vẫy chào biệt ly. Hết. Xin cảm ơn, xin đa tạ đó. Hồi đó Ngọc Sơn hồi ốm nhom á, cái năm 90 ra đây gala đó nghe. Người ta đồn có cái thằng này nó gầy nhom mà nó đen thui, mọi người yêu thương lắm. Cái tình cảm bao nhiêu năm á, thấy đại gia đình yêu thương Sơn ăn miếng cơm cũng cảm động muốn rơi nước mắt á. Tính thì ngông nghênh, cái tính về để ngoài nhìn bề ngoài vậy thôi. Chứ là tình cảm nghe thương lắm. Không biết đại gia đình thích nghe buồn hay là máu ta? Buồn hay máu? Kính thưa đại đình, những ân nhân của Sơn rằng khi nghe ra Hà Nội hát đây Sơn mừng lắm, cảm động rưng rưng nước mắt, có nghĩa là 10 ngày 10 đêm không ăn không ngủ để làm gì? Sáng tác bài hát dành riêng cho đại gia đình Hà Nội yêu thương mà thôi. Mới luôn với bao nhiêu vì em là number one máu luôn. Cái này có ghi sẵn đấy nè, ký tặng nàng hoàng ha. Nhưng mà vừa đấy làm từ trước không cho cởi áo tặng. Ai mà yêu gì gớm, cứ vô hồn vô cảm, nói đến đâu mặt trơ đến đấy. Bây giờ nghe đây, nghe thằng con của bà đây, nghe nhá. Mày đi mua thuốc gì để về mày chơi, nói. Dạ con đi mua thuốc chữa trĩ á. À trĩ này. Ôi, nó đã bị trĩ rồi còn quánh thế cho nó lòi giòn ra. Quá cơ cái ông này. Nói thật đi, mua thuốc gì? Thôi con nghe lời mẹ. Con thương mẹ, con nghe lời mẹ, con cứ nói thật đi, có mẹ bên cạnh con không phải sợ gì cả. Mẹ xin con nói thật nhá. Con nói đi. Con đi mua thuốc lắc ạ. À. Đấy. Ngất. Ôi giời ơi. Mẹ ơi, mình ơi, sao mình mình là ngất thế này. Trời ơi, mình ơi. Bố. Đầu đây. À đầu đây. Tỉnh chưa mình. Ôi giời ơi. Thằng cún con nhà mình nó vừa bảo là nó mua thuốc lắc ạ.
thấy. Con ơi, con làm sao thế? Mẹ nhớ như in ngày đầu, lúc mẹ còn nắm bồng con trên tay, con ngồi cái xe con lắc. Thế mà bây giờ con không ngồi xe lắc nữa mà con chơi tới thuốc lắc à? Con không thương mẹ à? Mẹ nói thật với con, cả đời mẹ cắt cụm, mẹ bòn từng đồng, từng xu, từng hào một. Mẹ thắt đáy lưng ông, à mẹ thắt lưng buộc bụng để nuôi con khôn lớn. Mẹ thề với con chưa bao giờ mẹ dám ăn một cái món gì vượt quá 20.000 đồng. Thế mà bây giờ con lại dùng thuốc lắc, ôi giời ơi. Mà cũng tại bố nó cơ. Thật đúng là biết con nó dùng thuốc lắc mà lại bơm tiền cho nó lắc làm gì hả giời. Tôi nào bơm tiền cho nó? Thế tiền đâu mà nó có mua, tiền nó mua thuốc? Đấy, bà nghe thấy, nó đi ăn cắp tiền, làm cho tôi là cứ nghi ngờ bà với nó rút lõi của tôi, nhá. Đấy, bà nhìn đấy, nhìn mặt con quý tử của bà đấy. Mà đây nhá, đây là cỗ máy nhá. Đây, bà cứ hỏi nó đi, nó chứng kiến từ đầu đến đuôi đấy, hỏi nó đi. Tức là cái cỗ máy này ai nói dối thì là nó oánh à? Đúng rồi, cứ nói dối thì nó oánh, còn nói thật nó không oánh. Ai, nhá. Thế là hồi nãy cái vấn đề cái hường ở tuổi vị thành niên ý là thật đấy hả mình? Cho nên khi mình nói ra mình không bị nó tần ấy. Có nghĩa chuyện đó là thật hả Thắng? Ôi tôi đau như là dao cắt. Con không thương mẹ hả cún con? Mẹ có tội tình gì mà ngày hôm nay mẹ về mẹ nhận hai cái búa? Bố thì bổ bịch gái gú, còn con thì lắc la lắc lẻo, sao thế hả con? Nói thật với bác, em khổ lắm ấy. Cả đời em chỉ có biết hai người đàn ông này thôi. Lúc bố mẹ em gả em cho ông này, em chỉ có mỗi một mình. Này nhìn này, nhìn. Đến máy móc mà người ta còn đồng cảm với tôi nữa đấy, mình thấy chưa? Xin lỗi bác, mà em nhỡ chót em chửi bác là vô hồn vô cảm nhá. Nhưng mà em khổ lắm đấy con nhá. Cả đời mẹ chưa bao giờ sắm sửa một cái gì cho riêng bản thân mẹ nhá. Đấy nhìn đi. Nhiều khi tôi suy nghĩ tôi thấy hai người đàn ông trong cái gia đình này cộng lại không bằng một người phụ nữ như tôi. Làm ơn làm phước đi, mở to mắt ra mà nhìn, mở lớn mắt lên mà trông một tấm gương sống sáng ở trong nhà này mà soi vào đây này. Tại sao không học tập cái tần tiện, cái đức hạnh của tôi? Ôi, mày mở ra thế này. Ôi, xe máy có trục trặc không? Chết sao nó vẫn bình thường cơ mà. Chết rồi. Sao mẹ cũng bị đánh cho hóa ra mẹ cũng nói dối à? Này, bà nó, thế có phải là đúng là bà nói dối không? Chết rồi, thế hóa ra tôi trắng men rồi. Ôi, mẹ thì tóm lại thì ai là bố con hả? Ngu thế. Mày hỏi câu đấy với bố mày là mày làm tổn thương bố mày, mày xúc phạm bố mày. Đến tao còn không biết bố mày là ai, mày hỏi ông sao trả lời. Bây giờ mày chết này. Thức tiết mục Ai Cũng Nói Dối. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý của quý vị. Vì có thể nói khi ngủ chúng ta khoảng chừng 5 phút thì một giấc mơ lại xuất hiện, cứ tuần tự như thế liên tục ngày này qua ngày kia. Chỉ có điều là có hôm thì chúng ta lại có một ấn tượng mạnh để mà có thể thức dậy và còn nhớ giấc mơ. Còn khi chúng ta dậy thì cảm thấy bình thường và quên hết. Bây giờ thì anh lại có một câu hỏi muốn hỏi Jennifer tiếp đây. Câu hỏi này thì cũng không khó lắm đâu. Em sẵn sàng chưa? Không. Sao? Từ đầu đến giờ anh toàn hỏi em thôi. Bây giờ đến phiên em hỏi anh. Anh sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Thế thì anh có mơ không? À, anh có nằm chim bao, có nằm mơ không? Thì anh nói rồi 5 phút một lần chỉ có điều nhớ hay không. Nhưng anh nhớ là lúc đầu thì anh nằm chim bao trắng đen cơ. Gần đây thì anh nằm chim bao màu. Và mới hồi tuần rồi anh nằm chim bao 3D. Em nghe cái âm chim bao luôn của anh nó có vẻ càng ngày càng hiện đại mà nó rất là đậm chất điện ảnh. Nhưng một giấc mơ sau đây chúng ta hãy cùng thưởng thức. Thưa quý vị, giấc mơ diệu kỳ. Hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt cho nữ ca sĩ Thủy Tiên. Cho Thủy Tiên được gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị khán giả có mặt trong buổi tối ngày hôm nay ạ.
Và bài hát mà Thủy Tiên sắp gửi đến tất cả quý vị đây lẽ ra là ca khúc Giấc Mơ Dự Kỳ, nhưng mà sau một hồi suy nghĩ thì Thủy Tiên có nghĩ là vừa rồi thì Tiên có phát hành album Vẫn Mãi Yêu Anh. Đây là ca khúc tựa đề album, cũng là một ca khúc mà Thủy Tiên rất là tâm huyết và quay video clip tặng mọi người. Cho nên là không biết quý vị hôm nay có ủng hộ cho Tiên hát ca khúc mới này không ạ? Em cảm ơn rất nhiều. Và bài hát đây là một sáng tác mới của Thủy Tiên, ca khúc có tựa đề Vẫn Mãi Yêu Anh. Xin mời tất cả quý vị cùng nghe.
Vâng, xin được cảm ơn rất nhiều ạ. Và cũng như tất cả các anh chị nghệ sĩ khác thì một năm mới sắp về rồi, và Tiên cũng muốn gửi lời chúc đến tất cả quý vị một năm mới thật là dồi dào sức khỏe, thật là nhiều hạnh phúc và thật là thành công nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn nữ ca sĩ Thủy Tiên. Kính thưa quý vị và các bạn, trong năm qua, ngành giải trí Việt Nam đã chứng kiến sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới hoặc cũ nhưng được mong má lại cho mới. Chương trình Xuân Phát Tài của chúng ta đã bước sang năm thứ hai, có lẽ cũng đã đủ trải nghiệm để có thể mạnh dạn đưa ra một số đánh giá về tình hình ngành giải trí nước nhà năm qua. Jennifer Phạm thân mến, để chọn một gương mặt giải trí tiêu biểu trong năm qua thì theo quan điểm của Jennifer sẽ chọn nhân vật nào? Lại hỏi em nữa. Cái này cần phải hỏi. Thật ra thì gần đây nhất nha, trong chương trình Cặp Đôi Hoàn Hảo thì có thể nói là khi Jenny tham gia với tư cách là một khách mời thôi, nhưng mà có một nhân vật đã để lại rất là nhiều ấn tượng đối với Jennifer. Thứ nhất là vì có thể là trước đây anh cũng từng tham gia trong lĩnh vực nghệ thuật, có thể là mọi người cũng ít biết tới là vì anh chỉ xuất hiện đằng sau sân khấu, người viết lên những chương trình, và đặc biệt là chương trình Xuân Phát Tài của chúng ta năm ngoái. Nhưng gần đây thì quý vị đã quen thuộc với lại gương mạo rất là đẹp trai của anh đi trên màn hình. Và quý vị có đoán là ai không ạ? Ai à? Đúng rồi, nhân vật mà Jennifer muốn nhắc đến đó chính là giáo sư Cù Trọng Xoay. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón giáo sư Cù Trọng Xoay. Và thưa quý vị, chúng tôi muốn nhân cơ hội này để trao cho anh cúp vinh dự người nghệ sĩ đã vượt lên số phận. Giáo sư ơi, có vẻ là anh hơi ngạc nhiên với cái giải thưởng bất ngờ như thế này. Nhưng mà nếu mà thực tế mà nói thì với giọng hát hơi rè, hơi phô, hát như nói như hát của giáo sư, nhưng một điều là anh rất là dũng cảm và có một ý chí rất là mạnh mẽ để có thể đứng trước hàng triệu khán giả trực tiếp truyền hình để mà cất lên giọng hát của mình. Và gần điều đó chúng tôi rất là muốn đâu. Được vinh danh tối hôm nay, yeah. Đúng không? Vâng, thưa quý vị, và hãy dành những tràng pháo tay nồng nhiệt để tôn vinh người đã vượt lên số phận chính mình. Giáo sư, anh à, thưa quý vị, có nhiều nghệ sĩ cháy hết mình trên sân khấu, nhưng mà khi gặp cái trường hợp mà được vinh danh, nhiều khi rất là xúc động à. Em nghĩ không phải xúc động đâu, mà anh có vẻ hơi cay cú đó. Thì cay cú cũng là một loại tình cảm xúc động mạnh chẳng hạn. Vậy cũng được sao? Ở đây kìa. Một tràng pháo tay nữa để chào đón sự trở lại của giáo sư Cù Trọng Xoay. Này giáo sư ơi, hôm nay em và Thanh Bạch lên đây để mà vinh danh anh, chứ không phải là mời anh hát cho anh bê nguyên cái đàn guitar lên sân khấu để làm gì đây? Không hát, tôi cũng hát. Nhưng mà... tôi quyết tâm hát bằng được, tại vì là thưa quý vị, tôi trước tiên là xin cảm ơn anh Thanh Bạch và Jennifer Phạm. Xin cảm ơn chương trình Xuân Phát Tài vì đã tặng tôi cái phần thưởng này. Vừa lên số phận này nhưng tôi biết là các vị vinh danh đều của tôi. Tại vì tôi thế này mà quý vị bảo là hát như nói mà hát phô thì nếu như tôi câm lặng chấp nhận cái điều tiếng này thì tôi sẽ mãi mãi mang điều tiếng này, nên tôi quyết định là sẽ ra sân khấu để hát một bài. Quý vị ủng hộ tôi hát một bài không thì xin quý vị một tràng pháo tay. Đấy, thấy không? Rất nhiều người, đặc biệt là tận góc kia một cháu nhỏ giơ tay cao ủng hộ kìa. Cháu nhỏ nó mỗi lần không ăn thì bố mẹ bảo thôi ăn đi, tôi mở nhạc Cù Trọng Xoay bây giờ, thế là cháu ăn có chi giờ nghe nhiều rất là nghiện đó. Thế này anh Bạch ạ, nếu mà anh Bạch có vẻ từ đây đến giờ anh Bạch có vẻ hơi coi thường giọng hát của tôi, đáng ra tôi sẽ hát đơn ca. Thế nhưng mà vì hôm nay anh chê giọng hát của tôi thì tôi đề nghị là anh em mình thi hát. Thi hát nhưng mà bây giờ vấn đề là thể loại gì, âm nhạc loại nào, cổ điển, hiện đại, quốc gia nào? Tôi nghĩ là anh Bạch học ở Nga về thì hôm nay chúng ta sẽ thi hát nhạc Nga. Có vẻ cuộc thi đấu này rất là ấn tượng, thế thì Jennifer sẽ xin phong. Quý vị nghĩ sao ạ? Mời quý vị sẽ cùng Jennifer làm giám khảo cho hai ca sĩ Thanh Bạch và Cù Trọng Xoay. Quý vị vỗ tay theo nhịp nhé. La 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 la. Расцветания плоди груш, папули туманы над рекой, выходи на
đàn America chú xa nó hư số khi America cứu tôi. Một tràng pháo tay cho anh Thanh Bạch được không ạ? Rất tiếc là tôi chưa tuyên bố thể loại và anh đã hát ngay như vậy, tôi nghĩ không ổn lắm. Nhưng mà anh hát say sưa quá nên tôi cứ để anh hát để phục vụ quý vị. Thực ra tôi nếu mà hát nhạc Nga bằng tiếng Nga thì tôi nghĩ người Nga nào chả hát được. Phải hát cái loại mà người Nga cũng không hát được, mà người Việt không hát được. Đó là nhạc Nga nhưng mà lời chế. Khó đấy. Cái này khó à nha. Cái này khó này mà. Nếu mà anh muốn sợ rồi thì anh có thể từ bỏ cũng được, không sao. Ở Thanh Bạch này đầu đội trời, chân đạp đất. Người ta yêu cái mặt, ghét cũng ghét cái mặt. Nhưng sợ nhất trên đời là sự trở mặt. Ok. Làm MC thì ai cũng biết về Thanh Bạch. Nhiều tài năng mà nói cứ như đóng gạch. Vậy chắc anh cũng sinh ra ở nơi làng Vũ Đại. Chắc anh ngày xưa thì anh cũng quen Chi Phèo. La 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 la. Cụ trong xoay thì xưa chắc cũng còn chơi cụ. Mồm toàn dâu nhìn thoáng cứ như ông cụ. Toàn đáp xoay nói lung tung khiến bao người rối mù. Cứ mộng mơ nhiều lúc cứ như ông cụ. Thế này anh ạ, tôi nghĩ là thi hát thì thi hát, nhưng mà đề nghị anh không chơi cái chủ đề xúc của chỗ phạm của nhau như vậy. Thưa giáo sư, là có lẽ giáo sư đã chọn chủ đề xúc vào chỗ phạm trước à? Ok, thế thì sau đây chúng ta sẽ để nó khách quan hơn, chúng ta sẽ thi về chủ đề Xuân Phát Tài. Wow, cái này được nha. Lại tôi hát trước. Tiền căng túi người ta mới gọi là phát tài, tiền tiêu đi người ta sẽ gọi là hao tài, làm chức quan nếu ăn tham sẽ gọi là quan tài. Nói chung thực ra cái này thì tôi không thích xài. Cầu mong cho cả năm sẽ luôn được phát tài, chào mùa xuân thì ta có xuân phát tài. Ngoài hát ra tối nay có thêm cả tấu hài để cười vui cả năm sẽ luôn phát tài. Hey, la 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 la. Hai anh cứ nhảy như thế này lá hồi kiệt sức rồi, ai dẫn chương trình với em? Anh sẽ dẫn. Tôi cũng cảm thấy mệt lắm rồi, tôi vào nghỉ mệt chút ha. Bác Soi ở lại làm việc. Tôi nghĩ thế này, quý vị ở đây chắc đều đồng tình rằng trong chương trình này để lên thành công của chương trình ngày hôm nay thì chắc chắn là không thể thiếu tài năng của anh Thanh Bạch đúng không ạ? Xin quý vị một tràng pháo tay ạ. Thú thực với anh em mà còn khỏe để chắc là em cũng rất hay rồi, nhưng mà vừa rồi thi đấu với anh xong mệt quá. Thôi thì coi như chấp nhận cái giải là vì gọi là trai mặt, tức là giải dũng cảm. Vâng, xin anh. Thưa quý vị, đây cũng là cúp cặp đôi hoàn hảo mà chúng tôi xin phép được trao lại một lần nữa cho giáo sư Cô Trọng Xoài. Đây là vượt lên số phận. Cảm ơn quý vị. Xin chúc mừng giáo sư Cô Trọng Xoài và xin cảm ơn MC Thanh Bạch với phần thi vô cùng thú vị vừa rồi. Thưa quý vị, và ngay sau đây Thanh Bạch và Jenny Phạm xin giới thiệu quý vị một bài hát song ca rất là trữ tình, lãng mạn. Với giọng hát nông nang, truyền cảm và rất dễ đi vào lòng người. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay cho sự trở lại của nam ca sĩ Quang Dũng cùng với Mỹ Tâm. Đã đi rồi.
mình em đơn côi. Khi em biết một mình giữa đêm trôi, khi anh biết lời em nói trên môi, khi anh biết mình đã mất nhau rồi. Em về giữa một chiều mưa răng răng buồn, ướt đôi bờ vai lệ em hay nước mắt tôi. Tin em lần cuối rồi mãi chia ly trọn đời. Bước chậm chậm thôi để đường dài mãi em ơi. Ta gặp nhau tìm bàn tay dưới ấm một bàn tay. Chúc anh hạnh phúc dù đêm mưa ướt đường về. Hãy trả lời anh em nghĩ gì khi em nói mình giữa đêm trôi, khi anh biết lời em nói trên môi, khi anh biết mình đã mất nhau rồi. Tiễn em về giữa một chiều mưa đôi bờ vai lệ em hay nước mắt tôi. Tin em lần cuối rồi mãi chia ly trọn đời. Bước chậm chậm thôi để đường dài mãi em ơi. Đừng buồn anh ơi, thầm mong anh luôn yên bình. Nếu ta gặp nhau tìm bàn tay dưới ấm một bàn tay. Chúc anh hạnh phúc dù đêm mưa ướt đường về. Hãy trả lời anh em nghĩ gì khi em nói chia tay. Đừng buồn anh ơi, thầm mong anh luôn yên bình. Nếu ta gặp nhau tìm bàn tay dưới ấm một bàn tay. Chúc anh hạnh phúc dù đêm mưa ướt đường về. Hãy trả lời anh em nghĩ gì khi em nói chia. Xin cảm ơn chị, xin cảm ơn nhiều lắm. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Họ có bị trễ quá không ạ?
Chắc là không sao đâu ha. Những ngày cuối năm như này thức khuya một chút chắc là cũng được ha. Rất là cảm ơn những tình cảm mà quý vị và các bạn đã dành cho chương trình hôm nay, cũng như là chờ đợi những người nghệ sĩ để biểu diễn những tiết mục gửi đến quý vị và các bạn. Vừa rồi là ca khúc Khi, một ca khúc sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang. Và tiếp theo Mỹ Tâm xin được trân trọng gửi đến tất cả quý vị và các bạn một ca khúc, không phải một ca khúc mà là một liên khúc mà quý vị đã dành tặng cho Mỹ Tâm, một cái tên rất là đặc biệt, đó là liên khúc Tóc Nâu. Xin cảm ơn rất nhiều. Hoa bị hót giữa bầu trời xanh, hoa bị long lanh cho ngày mới, hoa bị tới những khu vườn thơ. Hoa bay chờ vơ lúc đêm về, từng tia nắng thắp lên mùa xuân. Từ mùa xuân êm đêm em hát, và em hát lúc tôi còn thơ. Từ tuổi thơ em biết mơ mộng. Hoa mi hót giữa bầu trời xanh, hoa mi long lanh chào ngày mới, hoa mi tới những khu vườn thơ, hoa mi chờ vơ lúc đêm về, từng tia nắng thắp lên mùa xuân, từ mùa xuân em đêm em hát, và em hát lúc tuổi còn thơ, từ tuổi thơ em biết mơ mộng.
buồn, người hát trong tay người, người sẽ thấy chút vui thay đời sáng xuân ngày. Hát rằng trái tim này đang hồng, nắng lên vào mây đưa đi trái tim bình bổng. Người sẽ thấy trăng son, người sẽ tung tăng đường về vui như mới say từ trong cơn mơ. Có khi đâu ngờ nắng từng bừng thế kia, mây trắng đang che nghiêng một dáng ngọc. Rồi có khi đâu ngờ bước lên khu vườn thơm, nhìn xa màu lóng lánh hoa đơm bên vai người. Có lần người khóc trong tay người, vườn nắng cũng heo hon, sơn cũng tan hết bên gần. Nắng người hết nơi nương náu rồi, nắng tan thấy dư chết trong trái tim người buồn. Rời xa nghe âm u trái tim xinh lại hồng lên như mới trong ngực em lung linh. Tóc đau một chồng bước xa như phố đông, con phố sẽ đưa em về chốn hẹn. Rồi có khi đâu ngờ thấy xôn xao tình yêu, tình như lòng dây với ngày thơ ta dần người. Tóc đau môi trần bước xa nhìn phố đông, con phố sẽ đưa em về chốn hẹn. Rồi có khi đâu ngờ thấy xôn xao tình yêu, tình như lòng dây với ngày thơ ta dần người. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều, và kính chúc quý vị các bạn có một năm mới thật an khang và thịnh vượng. Xin cảm ơn rất nhiều. Quý vị nhớ giữ gìn sức khỏe ha. Thưa quý vị, ca sĩ Phi Nhung đã quay lại chương trình với chúng ta hôm nay. Gần cuối chương trình rồi, quý vị có thể cho Phi Nhung một tràng vỗ tay thật là lớn để Phi Nhung tỉnh mà hát cho quý vị nghe được không ạ? Xin cảm ơn quý vị. Phi Nhung thân mến, có lẽ anh được hỏi một câu, câu này hơi khó một chút. Phi Nhung dám trả lời được thì trả lời, còn không thì có không có bắt buộc. Đã đi hát bao nhiêu năm rồi, đã bắt đầu nghề nghiệp của mình, và bây giờ câu hỏi này xin được hỏi rằng là cho đến giờ phút này Phi Nhung đã có gia đình chưa? Tự nhiên sao hỏi câu này? Tại vì nhiều khán giả hỏi anh Thanh Bạch không biết làm sao, phải hỏi người trong cuộc. Bây giờ quý vị muốn em nói thiệt hay là nói dở? Nói lớn lên đi, nói thiệt cái là nói láo. Nói dối bị đánh á. Nói dối, nói lớn, nói thiệt cái là nói giỡn. Thiệt. Từ lúc mà Phi Nhung đi hát tới giờ là Phi Nhung được 2 mối tình. Tới bây giờ em độc thân một mình, không có ai hết. Vậy hả? Dạ. Có quý vị nào hôm nay đăng ký không à? Đó thấy chưa, cánh tay đầu tiên là giờ gần nhất. Thưa quý vị, có lẽ thời gian chúng ta không còn nhiều. Bây giờ thì xin nhường sân khấu biểu diễn cho ca sĩ Phi Nhung sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Xin cảm ơn. Xin mời quý vị, và Phi Nhung xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm tiếp theo, đó là nhạc phẩm Xin Đừng Nhắc Chuyện Lòng của nhạc sĩ Vinh Sử. Phi Nhung xin mời quý vị thưởng thức. Lại nhau cuối mắt ngỡ ngàng đường ai nấy đi, giờ em van đã đóng thuyền cuộc đời con gái qua rồi, từ ngày bước sang thuyền hoa. Ông tin nhắc lại chỉ làm mình thêm xót xa, dù anh không muốn dối lòng, dù không khơi đóng cho tan, hỏi lòng mấy ai không như nước cuốn
hiểu cho đời em. Cánh hoa trong gió dập vùi tháng năm, duyên tình chúng mình trời đã ngăn cách. Thôi đành ngoảnh mặt từ đây hỡi anh, đừng gieo chi nỗi tan sầu. Trời cao sao quá cơ cầu, tình đầu đó tình chôn. Phi Nhung xin hát một câu vọng cổ để tặng cho quý vị. Được không ạ? Qua kiều nam đáo nữ phòng, chứ người dân khá khó sao đêm lòng nhớ thương. Dẫu cho khá khó nhì thương, trăm đầu ý hợp không thương sao đâm. Hết rồi, xin mời quý vị. Tại vì thời gian còn rất là ngắn, bây giờ Phi Nhung xin mời quý vị nhường sân khấu lại cho anh Thanh Bạch và anh Quang Dũng. Một lần nữa xin cảm tạ quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, chúng tôi xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Đường Về Việt Bắc, một sáng tác của Đoàn Chuẩn Từ Linh với tiếng hát của nam ca sĩ Quang Dũng. Chiều nào áo tím nhiều quá, lòng thấy rộn ràng nhớ người. Đường về miền Bắc bao cách xa, nhìn về đường lối muôn khó khăn. Đây núi cao, đây suối sâu, đây lá hoa gieo ngàn xưa. Đường về ngập gió tha phương,
tiếc đời gấm hoa ta đành quên màu sắc núi rừng. Qua bao rừng núi anh về đây, nhớ nhau từng phút yêu từng giây. Đường về miền Bắc xa xôi, rừng núi nâng phím tơ lên mây cùng lạ lơi. Đường về miền Bắc xa xa núi đồi. Áo tím nhiều quá, lòng thấy rộn ràng nhớ người. Đường về miền Bắc bao cánh xa, nhìn về đường lối muôn khó khăn. Đây núi cao, đây suối sâu, đây lá hoa gieo ngàn xưa. Đường về ngập gió tha phương, tiếc đời gấm hoa ta đành quên màu sắc núi rừng. Qua bao rừng núi anh về đây, nhớ nhau từng phút yêu từng giây. Đường về miền Bắc xa xôi, rừng núi nâng phím tơ lên mây cùng lạ lơi. Đường về miền Bắc xa xa núi đồi. Qua bao rừng núi anh về đây, nhớ nhau từng phút yêu từng giây. Đường về miền Bắc xa xôi, rừng núi nâng phím tơ lên mây cùng lạ lơi. Đường về miền Bắc xa xa núi đồi. Xin cảm ơn. Xin quý vị. Chúng tôi xin mời nam ca sĩ Quang Dũng nắng lại sân khấu và mời toàn bộ các người mẫu của Hà Nội cùng bước ra, cùng các nghệ sĩ tham gia chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa xem chương trình Xuân Phát Tài và thưa quý vị, xin được kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý. Chúng ta cùng gặp gỡ trở lại với các nghệ sĩ tham gia chương trình hôm nay. Lúc này Jennifer và Thanh Bạch cũng xin gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ. Đầu tiên đó chính là nhà tài trợ Kim Cương, công ty cổ phần dược thảo Phúc Vinh. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ vàng, công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm và thiết bị y tế Minh Phát. Cùng với áo cưới Bính. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ bạc hãng thời trang quốc tế Anh Cado. Và chúng tôi cũng vô cùng cảm ơn đến tất cả quý vị, sự hiện diện của quý vị đêm hôm nay đã làm nên thành công của chương trình. Xin chúc quý vị có một buổi tối thật vui và sẽ hẹn gặp lại quý vị trong thời gian gần đây nhất.